các con ơi, các con có biết không, nước là một chất lỏng không mùi, không màu, không vị với các con. Nhưng để cho nước có nhiều màu sắc đẹp thì hôm nay cô cháu mình cùng nhau làm thí nghiệm sắc màu của nước nhé. Bây giờ các con nhìn xem, cô chuẩn bị được gì nha. Chúc các con ở nhà làm thí nghiệm thành công nè. Buổi học hôm nay đã hết. Cô chào các con.